kính chào quý vị và các bạn đã đến với Việt Sử Toàn Thư số tiếp theo. Trần Cao Vân là một người uyên thâm văn học, cùng với các danh sĩ Võ Hoành, Phạm Liệu, Huỳnh Thúc Kháng. Trần Cao Vân được người đời phong là Tứ Hùng của miền Trung nước Việt. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ông trong video ngày sau đây. Trần Cao Vân sinh năm 1866 ở làng Tư Phú, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông còn có tên là Trần Công Thọ. Khi đi thi hương, lấy tên là Trần Cao Đệ. Có thời vào sống ở trong chùa, ông lấy pháp danh là Như Ý, hiệu là Hồng Việt, Bạch Sĩ, là một người thông minh, sớm có tài thơ văn. Năm 13 tuổi, một hôm, thầy học ra câu đối cho học trò tập làm bài, thầy giáo ra về sướng. Đèn treo rọi sáng bốn phương nhà, là một cậu học trò nhỏ tuổi nhất lớp, nhưng Trần Cao Vân đã nhanh trí đối đáp lại. Trăng tỏ khắp soi muôn cụm núi. Về đối của Trần Cao Vân thể hiện chí hướng của mình, và câu đối trên đã ứng với cuộc đời của ông sau này. Có lần Trần Cao Vân đến nghe giảng sách ở nhà cụ Cử. Sau buổi giảng sách xong, có người láng giềng đưa đến biếu bà cụ một mớ hành hương để làm giống. Bà cụ bảo hành này còn non mà tàn sớm, e không giống Khổng Mạnh. Khổng là tiếng địa phương, giống như chữ hồng ở miền Nam có nghĩa là không. Cụ Cử liền lấy ý ấy ra câu đối cho học trò: hành tàn giống Khổng Mạnh. Câu đối này có hai nghĩa, nghĩa đen giống hành hay tàn không tốt, nghĩa bóng lúc tiến lúc thoái đều theo đạo Khổng Mạnh. Hành tàn đồng âm với hàng tàng, tức hành động và đi ở ẩn. Khổng Mạnh đồng âm với Khổng Mạnh, tức Khổng Tử và Mạnh Tử. Nghe xong, Trần Cao Vân ứng khẩu đối lại: cải hóa con càng khôn. Câu đối này cũng có hai nghĩa, nghĩa đen là sao cải nảy nở càng tốt, vì cải con hóa tức là nảy nở lên, càng khôn tức là càng tốt. Nghĩa bóng là phải thay đổi cả càn khôn, tức vũ trụ, trời đất. Mọi người đều tán thưởng cái tài của Trần Cao Vân. Câu đối trên được truyền tụng khắp các vùng Quảng Nam và Bình Định. Năm 1882, Trần Cao Vân đi thi thì bị bệnh nặng, không dự thi được. Thời kỳ này, thực dân Pháp đã chiếm gần hết cả nước và đặt ách đô hộ lên nhân dân ta. Trần Cao Vân cũng bỏ học, rời gia đình ra đi. Tháng 7 năm 1885, Chiếu Cần Vương ra đời, nghĩa sĩ các nơi nổi lên hưởng ứng rầm rộ. Mạnh nhất là Nghĩa hội Quảng Nam do Nguyễn Huy Thiệu, Trần Văn Dư, Phan Bá Phiến lãnh đạo, chiến đấu với quân Pháp suốt 3 năm. Lúc này, Trần Cao Vân vào chùa Cổ Lâm ở An Định, nay là Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam, kết giao với Võ Thạch, tức Thừa Tô, một thư sinh nổi tiếng giỏi võ nghệ. Võ Thạch là con cai của Tổng Trừng, gia đình rất có thế lực. Trần Cao Vân vào chùa với mục đích là che mắt bọn tay sai đang lùng sục dư đảng của Cần Vương, đồng thời tránh được mọi sự ràng buộc của gia đình để tự do gặp gỡ bạn bè cùng mưu đồ việc lớn. Trần Cao Vân đóng vai thầy chùa với pháp danh Như Ý, còn Võ Thạch làm giả thương khách đi giao du các nơi tìm đồng chí. Trong thời gian ở chùa Cổ Lâm, Trần Cao Vân có làm bài thơ để tỏ chí khí: chí quyết tăng bồng vỡ bốn phương, chồng nằm chi để ghé sâu vương, ba thù quyết trả đền ơn trọng, một giận mong ra gỡ tiếng ương, nợ nước đã toan tròn nghĩa vụ, tình nhà đành gác nỗi tư lương, nam mô nguyện trả xong rồi lợ, một thánh đem về cõi hạ thương. Cách đây 103 năm, một cuộc khởi nghĩa dự tính diễn ra vào giữa kinh thành Huế do các nghĩa sĩ Trần Cao Vân, Thái Phiên lãnh đạo với sự tham gia của đương kim hoàng thượng Duy Tân. Mọi vấn đề như phát động binh biến, cướp chính quyền, thiết lập thể chế chính trị, bộ máy chính quyền mới đều sắp đặt đâu vào đó. Không ngờ thời vận chưa thông, đến phút cuối thì kế hoạch vỡ lở, hoàng đế bị đi đày, quân thần bị chém. Năm 1888, cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Nguyễn Duy Hiệu thất bại, nhiều tổ chức bị đánh phá và bọn tay sai Pháp bắt đầu để ý đến những tu sĩ chùa Cổ Lâm. Vì gia đình thúc giục và cũng để tránh nghi ngờ cho giặc, Trần Cao Vân trở về Huế ra dự thi, vào đến Tệ Tam Trường rồi lại hỏng thi. Ông trở lại Cổ Lâm mặc áo nâu sồng nhưng không tìm hiểu kinh kệ mà bỏ ra 3 năm dòng để nghiên cứu kinh dịch, hình thành học thuyết Trung Thiên Dịch nổi tiếng sau này. Năm 1891, chùa Cổ Lâm thường xuyên bị khám xét. Trần Cao Vân đành về làng Đại Giang mở trường dạy học và kết hôn với cô Ba Bàn, tức Võ Thị Quyên, người em gái của Võ Thạch.
Khi ở Đại Giang, Cao Vân quyết tâm tìm đến một nơi sừng núi có địa thế hiểm trở, nơi mà có thể sản xuất ra nhiều lương thực để mưu tính một cuộc kháng chiến lâu dài. Sau rất nhiều lần bàn bạc với các đồng chí, Trần Cao Vân quyết định chọn vùng Bình Định. Mùa thu năm 1892, ông cùng vợ và đệ tử Nguyễn Nhuận xá soạn vào Bình Định, vừa mở trường dạy học, vừa làm nghề địa lý, dần dần nổi tiếng ra tận Phú Yên. Nhờ tinh thông kinh dịch, Trần Cao Vân bói quẻ nổi tiếng linh nghiệm, thân chủ ngày càng đông và nhiều người sau này trở thành lãnh đồng đạo, đồ đệ trung thành của ông. Hồi ấy ở Bình Định, trong hang đá bạc giữa Phù Cát và Phù Mỹ, có một vị sơn tăng ngoài 70 tuổi, hằng ngày xuống núi cho thuốc cứu người mà không nhận lễ, tiền bạc. Nghe đồn thuốc rất linh nghiệm nên người các nơi tìm đến xin thuốc rất đông. Biết chuyện, Trần Cao Vân tìm đến hang đá bạc và kết giao với Võ Trứ, đệ tử của vị sơn tăng, thường cùng các thầy phát thuốc hoặc thay mặt thầy dàn xếp tiếp xúc các môn đồ. Võ Trứ, người làng Nhơn Ân, Tổng Kỳ Sơn, Phủ Tuy Phước, Bình Định vốn là một nghĩa sĩ cần vương cũ, ẩn mình dưới hình thức tu hành. Hai người tỏ ra tâm đầu ý hợp, cùng nhau bàn cách tổ chức lực lượng chống Pháp. Năm 1895, khi vị sơn tăng đá bạc qua đời, thừa hưởng cái ấn ngũ công quan âm của thầy, Võ Trứ cùng Trần Cao Vân vào huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, nơi có rất nhiều người quen biết. Bằng hình thức phát bùa, làm thuốc, nhưng sao giải hạn trừ tà, hai người tiến hành tổ chức kêu gọi quần chúng, đồng thời liên kết với các nhà sư, vốn là sư đảng cần vương, nương náu nơi cửa thiền, nuôi trí đợi thời. Ngoài ra, Võ Trứ còn xây dựng lực lượng từ đồng bào các dân tộc miền núi ở Đồng Xuân, Sơn Hòa, dần dần một đội quân cả người Kinh lẫn người Thượng với trang bị rựa, mác, cung tên do các nhà sư chỉ huy được bí mật tổ chức để khởi nghĩa ở Đồng Xuân. Mùa hè năm 1898, cuộc khởi nghĩa mà quân Pháp gọi là giặc thầy chùa hay giặc rựa nổ ra, nghĩa quân dự tính đánh chiếm tỉnh lỵ Phú Yên, bấy giờ là sông Cầu. Nhưng với vũ khí thô sơ, với lòng mê tín bùa phép, nghĩa quân đã không thể đương đầu với tàu đồng Đại Bác của thực dân Pháp. Chỉ sau một trận giao tranh, nghĩa quân phải rút vào rừng và lực lượng tan rã dần trước các cuộc càn quét của quân thù. Cuối cùng, Võ Trứ phải ra nộp mình để cứu đồng bào khỏi bị đàn áp. Trần Cao Vân bệnh nặng trong rừng, khi trở ra Đồng Xuân cũng bị bắt. Võ Trứ là Trang Tiết Liệt, dù bị tấn công dã man, trước sau chỉ khai cuộc bạo động này chỉ do mình Trứ tạo nên, ngoài ra không có ai khác, tất cả đồ đạc đều là do Trứ xúi giục. Võ Trứ bị án tử hình, còn Trần Cao Vân bị giam 11 tháng ở ngục Phú Yên. Cuộc khởi nghĩa này là lần bùng dậy sau cùng của ngọn lửa Cần Vương. Võ Trứ, người thủ lĩnh khôn ngoan và dũng cảm, nhận hết trách nhiệm về mình. Nhờ vậy, Trần Cao Vân được Pháp thả năm 1900. Trần Cao Vân còn sáng tác ra rất nhiều bài thơ văn, bài thơ Vịnh Tam Tài nói nên ý chí, hoài bão của ông. Trời đất sinh ta có ý không? Chưa sinh trời đất có ta trong. Ta cùng trời đất ba ngôi sáng. Trời đất in ta một chữ đồng. Đất nứt ta ra trời chuyển động. Ta thay trời mở đất mênh mông. Trời che đất trở ta thông thả. Trời đất ta đây đủ hóa công. Nhiều người hưởng ứng thuyết trung thiên dịch của Trần Cao Vân, bố chánh Bùi Xuân Nguyên theo sự chỉ đạo của quan thể Pháp lo sự. Trần Cao Vân vận động nhân dân chống Pháp nên đã bắt Trần Cao Vân về để tội yêu thư, yêu ngôn, âm mưu xúi dục dân làm loạn. Mãi đến năm 1907, ông mới được trả tự do. Năm 1908, nổi lên phong trào chống thuế cựu siêu ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Trần Cao Vân không tham gia nhưng vẫn bị bắt đày ra Côn Đảo với án chung thân khổ sai. Đến năm 1915, khi được ra khỏi tù, Trần Cao Vân đã liên hệ với những người cùng chí hướng tham gia Việt Nam Quang Phục Hội do Phan Bội Châu lãnh đạo. Trong tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội, Trần Cao Vân cùng với Thái Phiên được giao nhiệm vụ bí mật xin hội kiến vua Duy Tân nhằm vận động vua tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Pháp. Vua Duy Tân đồng ý tham gia cuộc khởi nghĩa. Theo kế hoạch, cuộc khởi nghĩa sẽ được tiến hành vào lúc 1 giờ sáng ngày 3 tháng 5 năm 1916. Trần Cao Vân đã làm một bài thơ Vịnh Tàu Lửa chạy từ Đà Nẵng ra Huế gửi cho các đồng chí hẹn ngày khởi nghĩa như sau. Một mối xa thư đã biết chưa, Bắc Nam hai ngả gặp nhau vừa, đường rầy đã sẵn thang mấy bước, ống khói càng cao ngọn gió đưa, sấm dậy tứ bề trăm máy chuyển, phút thâu muôn dặm một giờ trưa, trời sai xa dọn xong từ đấy, một mối xa thư đã biết chưa.
Trần Cao Vân và Thái Phiên được giao chỉ huy khởi nghĩa ở Huế, nhưng đáng tiếc cuộc khởi nghĩa đã bị bại lộ từ trước giờ khởi sự. Trần Cao Vân, Thái Phiên và vua Duy Tân cùng những người đồng chí Hướng đều bị pháp bắt. Nhằm bảo vệ tính mạng cho vua Duy Tân, Thái Phiên và Trần Cao Vân đã nhận hết trách nhiệm về mình. Ngày 17 tháng 5 năm 1916, Trần Cao Vân, Thái Phiên và nhiều đồng chí bị pháp xử chém tại pháp trường An Hòa, phía tây kinh thành Huế. Trước giờ ra pháp trường bị hành hình, Trần Cao Vân giữ vững khí tiết, viết tiếp bài thơ tuyệt mệnh gửi lại cho đời. Trung lập kiền khôn bất ý thiên, Việt Nam văn vật cổ lai truyền, quân dân cộng chủ tinh thần hội, thần tử tôn cháu nhật nguyệt huyền, bách Việt sơn hà vô bạch sĩ, nhất san trung nghĩa hữu thành thiên, anh hùng để cục hưu thành bại, công luận thiên thu khó xử biên. Dịch là, đứng giữa càn khôn thế chẳng rời, Việt Nam văn vật tự bao đời, vua dân trung dạ tinh sao hội, tôi tớ bền lòng nhật nguyệt soi. Đất Việt dẫu không còn bạch sĩ, khí trung kia vẫn ngập bầu trời, anh hùng xá kể cơn thành bại, sử sách ngàn thu chép sạch sòi. Bài thơ nói lên chí hướng, nỗi lòng trung quân ái quốc của một kẻ sĩ, giúp cuộc đời của Trần Cao Vân gian nan vì vận nước, lo đem sức mình góp phần cứu nguy cho đất nước, phải nhiều lần vào tù ra khám, và cuối cùng anh dũng nhận cái chết để đền nợ nước ngàn thu, sáng mãi với lịch sử và non sông nước Việt. Trần Cao Vân nghiên cứu khởi xướng thuyết Trung Thiên Dịch, một học thuyết nhằm giữa Tiên Thiên Dịch của Phục Hy và Hậu Thiên Dịch của Văn Vương thời cổ đại Trung Quốc. Kinh Dịch là một bộ sách bói toán tối cổ của Trung Hoa. Trần Cao Vân được mọi người cho là có tài nhâm độn, tiên tri, bói toán, xuất quỷ, nhập thần. Dân ở hai tỉnh Bình Định, Phú Yên đua nhau theo thuyết Trung Thiên Dịch, hình thành nên phong trào yêu nước nhuốm màu thần bí. Các môn đồ của Trung Thiên Dịch, nhà nào cũng viết 6 chữ, bên trái 2 chữ Tiên Thiên, bên hữu 2 chữ Hậu Thiên và chính giữa 2 chữ Trung Thiên để hàng ngày chiêm ngưỡng. Số người lui tới Trần Cao Vân ngày càng đông, ở đâu cũng bàn tán về Trung Thiên Dịch. Chính quyền Bình Định lo sợ chuyện loạn võ chứ lại xảy ra nên bị triều đình phạt tội. Vì thế, quan bố chính Bùi Xuân Huyến ra lệnh bắt vợ chồng Trần Cao Vân cùng Nguyễn Nhuận hạ ngục. Đồng thời, khám xét các xã thôn, nhà nào có thờ Trung Thiên Dịch đều bị bắt đưa về phủ, huyện. Tương truyền hôm bị bắt, Trần Cao Vân lập lời khai trước cổng đường, có trải chiếc chiếu, bỗng từ đâu có một con cóc nhảy vào. Bố tránh Bùi Xuân Huyến buộc Trần Cao Vân phải làm thơ vịnh con cóc. Ông viết: muôn vật thần ta nghĩ lại càng, nỗi mình trông thấy cóc ngồi hang, áo sồi một tâm trời che đậy, hang thẳm mây từng đất mở mang, giếng ếch nỏ thèm đua lặn ngụp, cung thiềm riêng ở mặc nghinh ngang, nghiến răng sấm dậy chừng ra cửa, lưỡi quét xong rồi kiến tài tan. Bài thơ ngụ ý sâu cay khiến quan Huyến càng tức tối, truyền đem phạm nhân ra tra khảo rồi kết tội Trần Cao Vân yêu thơ, yêu ngôn, mê hoặc dân chúng, xúi dân làm loạn, đồng thời thư về triều đình xin án tử hình Trần Cao Vân. Bấy giờ có rất nhiều quan trong triều có cảm tình với Trần Cao Vân nên nói rằng hành động của ông chỉ có tính mê tín chứ không can hại đến quốc sự. Cuối cùng, Trần Cao Vân chịu 3 năm tù khổ sai tại ngục Bình Định. Vợ ông và một số đệ tử bị xử 7 tháng đến 5 năm tù. Ngay thân phụ của Trần Cao Vân ở Quảng Nam cũng bị liên lụy, bị nhà khám xét và bị phạt 40 đồng vì tội không dạy dỗ con. Mãn hạn tù, Trần Cao Vân về quê cũ ở trong túp lều tranh do các môn đồ dựng lên ở cửa Hậu Thành, Quảng Nam. Lúc này, phong trào Duy Tân đang dần phát triển rầm rộ. Tháng 2 năm 1908, xảy ra cuộc kháng thuế và xin miễn sâu tại tỉnh Quảng Nam. Trần Cao Vân bị bắt vì bị nghi ngờ là có nhúng tay xúi giục. Tòa án Nam Triều ở tỉnh Quảng Nam kết tội các thân sĩ là hô hào dân trí, cổ võ dân quyền, chính là mầm mống xúi dân làm loạn. Ngày 8 tháng 8 năm 1908, án lệnh được thi hành, nhiều thân sĩ bị đưa ra Côn Đảo. Riêng Trần Cao Vân còn phải chờ điều tra bổ túc ở hai tỉnh Bình Định và Phú Yên, rồi sau cùng cũng bị kết án chung thân khổ sai, đề ra Côn Đảo vào năm 1909. Bị đẩy ra đến Côn Đảo, ông làm thơ. Bài thứ nhất: Vấn dư hà sự đáo côn lôn, tứ vọng thương mang ỷ ngục môn, Trung Quốc vị thù nam tử trái, hiếu gia du hám lão thân tồn, ngư thơ hải ngoại truyền tâm huyết, kinh hống thiên biên tỉnh mộng hồn, hồng lạc hôi tư khai việt tổ, thử thân thệ hữu thử kiền khôn.
dịch nôm, có gì ta lại đến Côn Lôn, trời bể mênh mang tựa ngục trông, thù nước chưa nguôi cơn báo phục, thảo thân khốn thấu nỗi hàn ôn, cá đi muốn gửi lời tâm huyết, sóng vỗ như khuya giấc mộng hồn, nhớ tổ lạc hồng công sự nước, thân này thệ nguyện với kiền khôn. Bài thứ hai, phương châm vị định thốn tâm huyền, đa tích nhiệt thành dĩ hữu niên, bất đáo Côn Lôn chân lạc địa, yên chí hoàn hải đại toàn thiên, ngô đồ lạc lạc hưu đa thán, tạo chủ thương thương tự hữu tuyền, tôn thị anh hùng ma luyện sứ, cổ kim kỳ cục cựu kỳ duyên. Bài thơ được dịch là phương châm chưa định dạ chưa yên, tâm sự bao năm chửa phỉ nguyền, chẳng đấn Côn Lôn nơi thắng cảnh, biết đâu hoàn hải cõi toàn thiên, khuyên cùng bạn bè đừng la thán, đã có trời xanh tự chủ quyền, rèn đúc anh hùng đây đã sẵn, nghìn xưa kỳ cuộc cũng kỳ duyên. Ở Côn Đảo được 6 năm, nhờ sự vận động của các môn đồ và quan lại có cảm tình với ông như Tổng đốc Tạ, Lãnh binh Lê, Trần Cao Vân được ân xá về đến Hội An vào tháng 1 năm 1914 và tháng sau thì cha ông qua đời. Sau đây là những bài thơ của Trần Cao Vân còn lưu lại. Vịnh Bà Cờ Thắng, đừng quen pháo mạnh vọt ngang cung, mệnh tướng truyền gia sĩ vẫy phùng, voi ngựa thân trinh toàn mở nước, binh triều ngự giá dục sang sông, xe liên vạn sát kinh tài cả, mã nhật song chỉ mặc sức tung, sau trước trong tay sành sỏi nước, cờ cao Hán tổ dễ đua cùng. Vịnh Hòn Ông, Hòn Bà, tại tỉnh Phú Yên, Trung Việt có hai quả núi cao vút sừng sững đối nhau, liên tục gọi là Hòn Chồng Đực, Hòn Chồng Cái hay Hòn Ông, Hòn Bà. Trần Cao Vân lấy tên núi ấy làm 8 câu thơ dưới đây. Tất nén trời nung khéo định đôi, Hòn Chồng Đực cái sánh hai ngôi, ông xây nên đống cây chồi mụt, bà đúc y khuôn đá mọc chồi, mây phủ sang màn tịnh tú, nước khe hầu xót chén dao bôi, non thể sai láo chơi chơi đáy, gió chẳng lung lay sống chẳng nhồi. Bài Vịnh Con Tôm, loài ở nghe lộn bùi mọc sâu, ngo ngoe có biết mốc gì đâu, cong lưng cứ ỉ tài đâm bắn, ló mặt khôn giò lạch cạn sâu, ngoài ủ lom xom càng múa gọng, trong oi sùn sụn đít co đầu, dỡn rồng ta bảo đừng quen thói, một nhúi là xong lựa tát câu. Bài Vịnh Vợ Chồng Lái Đò, chưa ai trải lưới chẳng thèm lo, chưa gặp thời Âu tạm chống đò, sông rộng lão toan cầm lái vững, lệch sâu mụ hãy cắm xào giò, dân trời đưa rước ngày thong thả, lộc nước ăn nhờ bữa ấm no, buồm thuận gió hồng khi độ bến, vợ chồng một giấc ngáy kho kho. Bài Vịnh Hòn Vay, Hòn Trả, ai nhủ đòi khéo lá lay, ở qua Hòn Trả bởi phì phay, từ mây bóng dợp bà cho chỉ, nợ nước đền ơn ông phủi tay, ngày tháng rảnh chân muốn cụm bước, cỏ cây sân lộc bốn mùa thay, cách giang hồ những tha hồ mượn, lâm hải vân rồi đó sẽ hay. Bài thơ gửi cho bà Trần Cao Vân. Xe chở bánh gần hết khúc co, trông chồng chi lắm mặt buồn teo, thân chàng chắc vững không nao núng, dạ thiếp đừng lo chú mèo meo, trứng liễu sú màn khuyên hãy giấc, vườn đào sẵn giếng để rồi gieo, thung dung mặc sức cùng nhau xé, chót núi thôi đừng ngó mỏi nheo. Một nữ đồng chí có tên là Trương Thị Dương đã gìn giữ ngôi mộ của Trần Cao Vân suốt nhiều năm qua. Nhưng câu chuyện về chí sĩ Trần Cao Vân không chỉ dừng ở tuổi 50 nơi bãi chém An Hòa, phía bắc kinh thành Huế. Nhiều tư liệu chép rằng sau khi chém, thực dân Pháp và triều đình Huế vùi lấp thi thể của cụ Trần Cao Vân và Thảo Phiên, Nguyễn Quang Siêu, Tôn Thất Đề, đồng thời xe lính canh gác cẩn mật. Năm 1922, con trai cụ Trần xin cải táng nhưng không được. 3 năm sau, một nữ đồng chí tên là Trương Thị Dương, làng Tân Điền, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, lén thuê người sời mộ cụ Trần. Khoảng 3 giờ sáng, một ngày đầu tháng 5 năm 1925, nhóm của bà Dương thuê đã sời mộ cụ Trần Cao Vân và Thái Phiên, đặt hài cốt vào chiếc thúng rồi gánh đi. Riêng hài cốt của vụ Nguyễn Cao Siêu, Tôn Thất Đề cũng đã được người khác chuyển đi mai táng trước đó. Mãi đến năm 1956, bà vẫn thường đi vào Huế thăm mộ. Trước khi mất, năm 1957, bà đã kịp tiết lộ bí mật này cho con cháu, dựng bia nhỏ. Mãi đến tháng 7 năm 1992, tại khu di tích đồi thông chùa Từ Hiếu, xã Thủy Xuân, thành phố Huế, lăng mộ của hai cụ chính thức được tu bổ, tôn tạo khang trang. Trên ngôi mộ khắc chữ Trần Cao Quý Công, Thái Duy Quý Công, chính là những chữ mà cụ bà Trương Thị Dương từng viết lên tấm bia nhỏ từ hàng chục năm trước.
ngày 14 tháng 7 năm 1990, nước ta có quyết định về giá trị lịch sử của hai ngôi mộ này. Tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng cùng Thừa Thiên Huế đã tu bổ, tôn tạo ngôi mộ đúng với giá trị lịch sử đã được xếp hạng. Mộ chung của Trần Cao Vân và Thái Phiên hiện tọa lạc tại đồi Thông Từ Hiếu, Huế, trước chùa Thiên Hỷ. Ngày nay, trên những con đường, những ngôi trường vẫn mang tên Trần Cao Vân ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Cuộc đời và sự nghiệp của cụ là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước. Công lao của cụ đáng được ghi vào sử sách là niềm tự hào của dân tộc về một bậc tiền nhân đã từng làm rạng rỡ cho non sông đất nước. Trong tác phẩm Đứa con phù sa, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc tường viết: cuộc đời Trần Cao Vân, như mọi người đều biết, là một trái tim yêu nước đến vỡ máu cho tới khi sập nát, đối diện với một chuỗi dài những gian khổ và tu đầy tưởng như giặc Pháp đã chọn và dành riêng cho ông. 20 tuổi từ biệt gia đình quê hương để tìm đường cứu nước, 26 tuổi vào Bình Định chuẩn bị căn cứ chống Pháp, 32 tuổi ở tù ngục Phú Yên vì tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giặc Dựa, 34 tuổi vào ngục Bình Định và Quảng Nam vì tư tưởng Trung Thiên Dịch, 42 tuổi ở nhà tù Côn Đảo vì phong trào chống thuế, 50 tuổi hy sinh ở cổng chém An Hòa sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Duy Tân. 30 năm chiến đấu, dẫm lên hoạn nạn, chủ nghĩa yêu nước đã được Trần Cao Vân đúc kết thành tuyên ngôn và hiệu triệu hành động, vừa trả lời giặc, đất sinh người tài giỏi, có quyền đuổi giặc, thương dân. Các bạn vừa lắng nghe Việt sử toàn thư, chúc các bạn có những phút giây thoải mái và bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.